Bà ăn đi con. Nay về sớm thế. Lần sau, nếu bố con về muộn hơn thì nhắn cho con biết ạ. Lại bắt đầu đấy. Dũng, lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi con. Cô Thảo đừng gọi cháu như thế. Vì ngoài bố cháu ra, cháu không thích ai gọi cháu là con đâu ạ. Mong cô hiểu cho. Cô xin lỗi. Cô không có ý đó. Không thích thì cũng tập nghe cho quen đi. Lẽ ra bố đi làm sớm cho con biết chứ, là bố sẽ lấy cô ý. Lúc nào cần bố sẽ nói. Con hiểu rồi ạ. Em xin lỗi vì em mà hai bố con không vui. Không sao đâu em, dần dần nó sẽ quen. Tính nó trẻ con ích kỷ thế mà. Thôi mình ăn trước đi. Chúc hai bố con ăn ngon miệng. Em đi luôn đây. Ăn xong rồi anh đưa em đi. Thôi, em không sao mà. Bao giờ xong việc em sẽ gọi cho anh. Em đi luôn đây. Bố ơi, cái này để làm gì ạ? Vứt đi chứ để làm gì? Vứt đi. Này. Gì ơi? Vứt đi để làm gì? Bố bảo thế. Vứt đâu? Vứt đâu em hỏi bố ơi. Bố ơi, cái này vứt đâu bố? Tùy chị. Bố bảo tùy ấy. Này. Điên à? Sao vứt người anh? Thì bố bảo tùy còn gì nữa. Tùy thì em tìm chỗ nào để em vứt người anh. Bẩn như thế này, đã nóng bỏ sừ cứ đùa. Mình anh nóng à? Ai đùa? Em đùa ấy. Này này, đây không phải là cái chỗ cãi nhau của anh chị nhá. Muốn cãi nhau á, cút về nhà. Một năm ra mộ mẹ cũng một lần. Chí chóe. Tại em. Thấy chưa? Thấy đi. Cả năm ra mộ mẹ có một lần. Ăn với mặc chồng như là bù nhìn. Xong rồi sờ vào cái gì cũng sợ bẩn. Thế sao cái lúc ăn cánh gà, chân gà ấy không sợ bẩn ý? Hả? Cha làm sao? Làm sao? Hả? Anh muốn gì? Nắng nóng mà không ăn mặc như thế này để ung thư da mà chết à? Ok. Anh muốn tôi chết anh lấy vợ mới đúng không? Mỗi đúng không? Ấy, đừng có nói đến chết. Em có biết đây là đâu không? Hả? Toàn mồ mả như thế này cứ nói đến chết. Người ta đã sợ. Đi vứt. Này, tí nữa đi qua chợ nhớ nhắc em mua ít bầu kết về đốt trừ tà nhá. Mua ấy xả về tắm. Ông đến rồi đấy à? Ông ơi, ông giúp tôi mang cái túi hoa quả này để thắp hương cho chị giúp tôi cái. Đây là tấm lòng của tôi, ông giúp tôi. Bà chu đáo quá, năm nào cũng... Ông...
Ông ơi, hôm nay tôi nấu bát canh cua, có cả cà nữa. Đúng món ông thích nhá. Ông ăn đi cho mát ruột. Nhưng mà nghĩ nó cứ cắm cành bà. Đấy, như bà là người quen biết thôi mà bà còn chu đáo tình nghĩa như thế. Trả bù cho cái thằng con tôi mang tiếng là đứt ruột đẻ ra, thế mà ra mộ mẹ nó sợ bẩn, nó sợ nắng, nó còn sợ cả ma quỷ ám nữa bà. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy ma quỷ, tôi chỉ thấy lòng người còn tệ hơn ma quỷ. Thế thời thời thế, bọn trẻ bây giờ nó có những cái suy nghĩ cũng như hành động lạ lắm. Mình không thể áp đặt những suy nghĩ của mình vào cuộc sống của chúng nó được đâu. Nhưng mà thời thế thế thời gì chăng nữa, cái đạo hiếu, cái nhân nghĩa không thể bỏ qua được. Cả đời tôi sống có bất nhân thất đức gì đâu. Thế mà chúng nó sau này trở thành những kẻ vô ơn bạc nghĩa, thiếu hết tình người bà. Mời ông. Cảm ơn bà. Alo anh ơi. Anh bận hẹn hò với ai mà em nhắn mãi không được thế? Em gửi anh bản kế hoạch tặng chuyện cho câu lạc bộ truyện tranh. Anh chuyển sang file Excel giúp em nhá. Anh đang hẹn hò với game rồi, đang dở trận đây này. Em tự làm đi. Em mà tự làm được thì em đã không nhờ anh. Nhưng mà anh còn nhiều trận lắm, hay để lúc khác nhá. Thôi anh giúp em luôn đi. Không là không. Thế nhá. Có mỗi mấy cái Excel cũng không làm được, chán đời thế không biết. Mà anh cho lắc mắt. Giờ này vẫn còn game geek gì thế? Con... Mấy cái trò vô bổ này, chơi ít thôi, tập trung vào mà học. Đối với con, game chỉ để làm giảm stress thôi ạ. Làm sao mà phải stress? Học hành khó khăn quá thì thuê gia sư. Bố có bao giờ tiếc tiền con mấy việc đấy đâu. Tiền có thể giải quyết được mọi thứ ạ. Về cơ bản là thế. Vâng, vậy thì con cũng hiểu tại sao một cô gái trẻ lại chịu lấy một người đàn ông có con sắp vào đại học vậy. Anh nói thế à? Ai dạy con kiểu anh nói như thế? Con có nói gì quá đáng đâu ạ. Lên mạng xem mấy thứ lăng nhăng rồi anh nói bù lao. Con chỉ nói những gì con nghĩ thôi ạ. Nếu bố thấy nó hỗn thì con xin lỗi ạ. Con đừng nghĩ cứ xin lỗi là xong. Lớn rồi, anh nói cho suy nghĩ cẩn trọng vào.
Bố về phòng nói chuyện với cô ấy đi ạ. Dù sao thì cô ấy cũng không làm bố khó chịu như con. Còn thôi ngay cái kiểu ăn nói mỉa mai suy diễn đấy đi nhá. Bố nhắc lại cho con một lần nữa, chuyện của bố không cần con xen vào. Bố rất không bằng lòng với thái độ ứng xử của con với cô Thảo. Con mà còn cư xử bất lịch sự như vậy một lần nữa thì đừng trách bố. Bố sẽ làm gì ạ? Bố sẽ đuổi con ra khỏi nhà. Giống như mẹ đúng không ạ? Đừng bao giờ nhắc về bố, về người ấy nữa. Con đi ngủ đi. Sáng mai thì tôi có việc rồi, không ship được đâu. Có gì thì tôi gọi lại nhá. Vâng. Đây này. Bà đưa tôi thử cái nào. Nào, đây. Ông quấn đi.